Vâng, nếu quý vị và các bạn mà đang cần tìm một mẫu xe sedan rộng rãi, giá cả hợp lý nhập khẩu, thì một chiếc Mitsubishi Altra sản xuất 2015 phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản số sàn máy 1.2. Đấy, xe này thì đã được trang bị động cơ mới nhất và hiện đại nhất của Mitsubishi, động cơ Mivec cũng được trang bị trên Mitsubishi Xpander. Mitsubishi Altra 2015 mang biển kiểm soát Vĩnh Phúc 33845. Đấy, sơn xi màu trắng ngọc trai, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện tại chiếc xe đang chỉ có mức giá là 228 triệu đồng cho cái đời 2015. Đó. Máy số zin, thân vỏ lành lặn. Đấy, phiên bản tiêu chuẩn này được trang bị la răng nguyên bản. La răng có kích thước là 14 inch. Lốp nắp rất là dày. Thành lốp là 15 phân và bề mặt lốp là 17,5 phân. Đấy, xi nhan tích hợp trên sườn. Hạn đăng kiểm tháng 3 2023. Đấy, sedan rộng rãi. Chiếc xe này thì có động cơ giống với cả Hyundai Grand i10 bản sedan 2 đầu. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị chỉ 4.7 lít thôi. Khối động cơ này thì có công suất cực đại khoảng 78 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5.5 lít. Đường hỗn hợp cho một mẫu sedan 2 đầu, thực sự là nó rất là tiết kiệm. Mitsubishi Altra này thì có kích thước chiều dài là 4m24 nhé, chiều dài rất là nhỏ gọn, bề ngang là 1m67 và chiều cao là 1m51. Và với kích thước như vậy nhưng thực tế thì trong khoang nội thất rất là rộng rãi. Và cái sơn xi màu trắng ngọc trai này thì đang rất là hot. Đó, phiên bản số sàn, hộp số lam cấp. Xe vẫn còn ghế lỉ nguyên bản. Mitsubishi Altra này thì có 2 phiên bản, phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Đó, màn hình cam nùi, cắm USB thẻ nhớ đầy đủ rồi, điều hòa cơ, vô lăng bọc da, vô lăng trợ lực lái điện và trên vô lăng tích hợp túi khí. Bản này có 2 túi khí nhé, rất là an toàn. 228 triệu đồng. 228 triệu đồng rồi. Đấy, quý vị đã sử dụng một mức xe đời 2015 nhập khẩu, hệ thống keo chỉ đây, nguyên bản. Đó, cửa đóng rất là chắc và êm. Cột kèo nguyên bản. Mitsubishi trang bị hệ thống âm thanh 4 loa. Phiên bản này bản tiêu chuẩn thì gương sau vẫn là chỉnh tay. Thực sự là nó có một gì chút gì đó không hợp lý lắm. 2015 Mitsubishi có 3 phiên bản nhé. Phiên bản số sàn, bản tiêu chuẩn, phiên bản số tự động. Đây, nội thất cực kỳ rộng rãi này. Ngồi hàng ghế phía sau vẫn còn dư hơn 20 phân. Đó, phần táp ly này, nhựa nhập khẩu nó bao giờ nhìn nó cũng chắc chắn hơn. Đó, trần lỉ nguyên bản. Mitsubishi Altra cùng phân khúc với cả Kia Rio, Toyota Vios. 4 quả lốp còn rất là mới này. Đấy, xe này được trang bị công nghệ đèn halogen cả trước cả sau nhé. Màn hình cam lùi, logo hình cú ấu của Mitsubishi. Thân vỏ rất là đẹp, những cái đường gân gờ ghép lối rất là đều nhau và khít. Phần gầm bệ đây, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau.
Mitsubishi Hatcha 2015. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe liên hệ cho Khánh theo số điện thoại 0917162440 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Phần nhựa rất là chắc chắn nhé. Túi khí trên vô lăng. Máy đã lổ, vòng tua tròn chỉ, màn hình 7 inch, âm thanh cũng khá là hay, nhưng vì lý do bản quyền em không test âm thanh cho quý bạn ấy nhé. Đó, màn hình cam nuôi đầy đủ. Đấy, phần yên ngựa thiết kế gọn gàng, rất nhiều tiện ích, hộc để đồ, lon nước này. Phần điều hòa, trang bị điều hòa cơ. Trên bản phiên bản số tự động thì sẽ có điều hòa auto. Điều hòa rất là khỏe. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý vị bạn nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý vị bạn xem. Động cơ Mivec, một trong những cái công nghệ động cơ tiên tiến nhất, mới nhất của Mitsubishi. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Mitsubishi Hatcha sản xuất 2015 phiên bản tiêu chuẩn, số sàn máy 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Đó, máy móc rất là gọn gàng. Máy này sử dụng trục cam kép và máy thông minh, công nghệ mới nhất của Mivec. Máy số zin, máy móc khô ráo sạch sẽ, mức tiêu thụ nhiên liệu rất là thấp, 4.7 ngoài đô thị. Phần tai này, phần keo sỉ lắp capo này. Năm 2015 mà mức giá chỉ nhô 200 một chút xíu thôi, bằng với cả Toyota Prius 2009 10. Công suất cực đại khối động cơ này 78 mã lực. Vâng, là một chiếc Mitsubishi Hatcha sản xuất 2015 phiên bản số sàn, phiên bản tiêu chuẩn, nhập khẩu Thái Lan. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 228 triệu đồng. Vâng, 228 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, nhưng có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Form này rất giống với cả Toyota Vios form cũ, chiều dài tương đương, ngắn hơn một chút xíu. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Hành. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.